Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2661, bác sĩ tỉnh trung thất bại. Đợi đến khi tất cả mọi người nói xong, Huyền Bạch mới nói, điều các người nói đều không sai, muốn trở thành giảng viên cao cấp, không chỉ cần thiên phú kiệt xuất, mà còn cần mấy chục năm khổ công cùng tích lũy. Anh ta dừng một chút, nói, đáng tiếc, tạm thời tôi không phát hiện ra những tính chất đặc biệt như thế trên người vị Đường Tuấn này. Vì vậy, tôi nghĩ rằng thân phận giảng viên cao cấp của anh ta cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng. Nói xong, Huyền Bạch cũng không nói gì nữa, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía hoàng hôn. Canh Đằng nhìn lướt qua mọi người, nói, ngay cả Huyền Bạch cũng nói như vậy, các người hết hy vọng đi. Đám người Hàn Tâm Tâm, Trương Kỳ thở dài trong lòng, bọn họ không còn hứng thú gì với chương trình giảng dạy của Đường Tuấn nữa. Canh Đằng cười nói, lần này ngoại trừ chương trình giảng dạy của giảng viên tỉnh trung, còn có chương trình giảng dạy của giảng viên ôn cũng đáng để đăng ký. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không nghĩ tới anh ta lại nắm giữ thuật trần khí loại y thuật cao cấp này, hơn nữa lần này cũng phải đứng lớp, nhất định phải báo danh. Mọi người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ chờ mong. Về phần Đường Tuấn, đã sớm bị bọn họ chọn lọc quên đi. Đúng lúc này, bên ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân vội vàng, tiếp theo một sinh viên trung tâm y tế xuất hiện ở cửa, thở hồng hộc nói tin tức lớn. Tin tức lớn, tôi vừa mới nhận được tin tức, vị kỳ nhân đem thuật trần khí truyền thụ cho bác sĩ Ôn kia sẽ xuất hiện ở lễ khai giảng. Cái gì? Mọi người thất thanh hô lên. Ngay cả Huyền Bạch cũng biến sắc, nhìn về phía cửa. Trong nhận thức của bọn họ, nếu có thể đem loại thuật trần khí thần kỳ này truyền cho Ôn Chính Sơ, vậy đối phương tất nhiên cũng là một cao nhân y đạo, thậm chí có lời đồn sau khi Ôn Chính Sơ trở lại trung tâm y tế từng lén nói mình không bằng đối phương. Loại y thuật này ở quận Đan Dương sợ là đều có thể xếp hạng thứ nhất. Tin tức này có đáng tin không? Canh Đằng, Hàn Tâm Tâm đều thở nặng nhọc hơn nhiều, và hỏi với vẻ hoài nghi. Sinh viên ở cửa nói, tôi nghe một sinh viên của bác sĩ tỉnh trung nói, hình như bác sĩ tỉnh trung đã thử tài y thuật của mình so với người đó rồi, hơn nữa còn ở lĩnh vực âm dương chi thuật ông ta am hiểu nhất. Kết quả thì sao? Tất cả mọi người đều khẩn trương. Sinh viên kia gần từng chữ, bác sĩ tỉnh trung thất bại. Mọi người lại hít một hơi khí lạnh. Tỉnh trung lại thua ở lĩnh vực lợi hại nhất. Người nọ rốt cuộc là ai? Bác sĩ tỉnh trung có nói gì không? Canh Đằng truy hỏi. Sinh viên kia lắc đầu, nói, bác sĩ tỉnh trung gần như cảm thấy rất mất mặt khi so tài thua, ông ta nói phải bế quan mấy ngày sẽ không tiết lộ ra bất cứ tin tức gì nữa. Chương 2662 tim anh ta đập nhanh hơn. Mọi người nghe vậy, cũng không truy cứu nữa. Dù sao trong ấn tượng của bọn họ, tuy rằng y thuật của tỉnh trung không tệ, nhưng phương diện y đức cùng lòng dạ quả thật không được tốt lắm, có loại biểu hiện này ngược lại chứng tỏ y thuật của đối phương đích thực đã vượt qua tỉnh trung rất nhiều. Ánh mắt Canh Đằng càng trở nên nóng bỏng, đúng là tin tức lớn. Nếu người kia đồng ý gia nhập trung tâm y tế của chúng ta, thì không biết có bao nhiêu sinh viên sẽ sứt đầu mẻ trán để đăng ký khóa học của anh ta. Trương Kỳ nói, Canh Đằng, anh cũng đừng nghĩ nữa. Loại bác sĩ lớn này chỉ sợ đặt ở Đà Nẵng cũng rất nổi danh, làm sao có thể nguyện ý dừng lại ở địa phương nhỏ như quận Đan Dương chúng ta. Anh ta tham dự lễ khai giảng chỉ sợ cũng chỉ là lộ diện mà thôi. Trong lòng mọi người đều thầm than một tiếng. Bọn họ cũng hiểu được lời Trương Kỳ nói là thật. Nhưng rõ ràng có một bác sĩ lớn ở trước mắt, lại không cách nào bái nhập môn hạ của anh ta để học tập, thật sự là chuyện vô cùng tiếc nuối. Bác sĩ lớn kia nếu như không muốn mở lớp ở trung tâm y tế, vậy có lẽ sẽ thừa dịp lễ khai giảng lần này thu một hai học sinh mang đi cũng không chừng. Không biết ai lẩm bẩm một câu, mọi người nghe được những lời này, trong lòng đều nhảy dựng lên. Có thể bái nhập môn hạ của vị bác sĩ lớn kia, nhất định là học sinh ưu tú nhất. Mà trong thế hệ học sinh của trung tâm y tế, ưu tú nhất chắc chắn là Huyền Bạch. Nghĩ tới đây, mọi người lại nhìn về phía Huyền Bạch. Trên mặt Huyền Bạch cũng lộ ra một chút kích động, nói, người kia, có tư cách là sư phụ của tôi. Tim anh ta đập nhanh hơn. Anh ta ở nhà họ Huyền cũng không phải dòng họ chính, xuất thân tương đối hèn mọn. Nếu như có thể bái nhập môn hạ của bác sĩ cấp bậc này, thì địa vị của anh ta ở nhà họ Huyền có thể tăng cao không ít. Ngoại trừ Huyền Bạch ra, trong lòng của Hàn Tâm Tâm,
canh đằng đều hừng hực, bọn họ chờ mong nữ thần may mắn đến và được vị bác sĩ lớn kia nhận làm đệ tử. Hai ngày kế tiếp, Đường Tuấn vừa đọc điển tịch siêu tầm của trung tâm y tế, vừa tu luyện. Trong khoảng thời gian này, không có ai đến quấy rầy anh, đúng là hiếm thấy anh có yên tĩnh. Thời gian nhanh chóng đến vào ngày khai giảng. Lễ khai giảng của trung tâm y tế là việc quan trọng, địa điểm là trong biệt viện Thanh Đằng có kiến trúc lớn nhất của trung tâm y tế. Dựa theo quy định của trung tâm y tế, toàn thể giảng viên và sinh viên đều phải tham gia. Quá trình này chủ yếu là giới thiệu về các tân sinh viên mới và giảng viên mới, cũng như các bài phát biểu của các nhà lãnh đạo. Trước kia rất nhiều sinh viên đều cảm thấy lễ kỷ niệm này rất nhàm chán, nhưng lần này bởi vì vị bác sĩ lớn thần bí kia, mà rất nhiều sinh viên đều vui vẻ chờ mong lễ kỷ niệm. Huyền Bạch đứng một mình ở một chỗ trong biệt viện Thanh Đằng, tuy rằng bốn phía không thiếu sinh viên trung tâm y tế ném cho anh ta ánh mắt sùng kính, nhưng không ai dám đi lên chào hỏi anh ta. Chương 2663 đứng trước người anh chính là Hàn Tâm Tâm. Nhưng Huyền Bạch lại không để ý chút nào, ngược lại anh ta rất hưởng thụ loại cảm giác được người khác sùng bái như thần linh nhưng lại không dám không tôn trọng. Nếu như là lễ khai giảng trước kia, anh ta thậm chí còn lười đến. Nhưng hôm nay anh ta cố ý tới sớm, chính là vì có thể để lại cho vị bác sĩ lớn kia một ấn tượng tốt. Ánh mắt anh ta mang theo tia hừng hực, qua ngày hôm nay, vận mệnh của anh ta sẽ thay đổi. Anh Huyền Bạch. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một âm thanh có chút sụt rè. Huyền Bạch vừa nghe giọng nói kia đã biết là ai, lông mày anh ta nhíu một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường, mặt anh ta không chút thay đổi nhìn về phía người đang nói chuyện, hỏi Tâm Tâm, cô có việc gì sao? Đứng trước người anh chính là Hàn Tâm Tâm. Chỉ là Hàn Tâm Tâm trước sau như một tự nhiên hào phóng, mang theo một chút khinh người lúc này lại biểu hiện có chút bất an. Đối với tâm ý của Hàn Tâm Tâm, Huyền Bạch đương nhiên hiểu rất rõ, nhưng từ đầu đến cuối anh ta đều không để ở trong lòng. Lý do rất đơn giản, anh ta cảm thấy Hàn Tâm Tâm bất luận là thân phận hay thiên phú của bác sĩ đều không xứng với mình. Anh ta từng nói với Hàn Tâm Tâm những điều này, nhưng Hàn Tâm Tâm hoàn toàn không nghe. Anh Huyền Bạch, em. Hàn Tâm Tâm càng nói càng trở nên khẩn trương, lời nói của cô ta có chút không rõ ràng. Huyền Bạch nhíu mày một chút, trong lòng càng thêm phiền não, anh ta trực tiếp cắt ngang lời Hàn Tâm Tâm, nói, Hàn Tâm Tâm, nếu cô muốn nói những lời đó, thì tôi khuyên cô đừng nói nữa. Tốt nhất cô nên biết rõ thân phận cùng năng lực của mình, sau này chênh lệch của tôi và cô sẽ càng lúc càng lớn, hoàn toàn không có khả năng. Xung quanh còn có không ít sinh viên của trung tâm y tế, nhưng âm lượng nói chuyện của Huyền Bạch lại không có ý định hạ thấp, giống như là cố ý muốn cho những người khác biết. Hàn Tâm Tâm đột nhiên cảm thấy có vô số tầm mắt rơi vào trên người mình, giống như kim châm vậy, làm cho cô ta thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Vốn dĩ cô ta chỉ tới chúc mừng Huyền Bạch thông qua kỳ kiểm tra giảng viên trung cấp, cũng sớm chúc mừng anh ta trở thành đệ tử của vị bác sĩ lớn kia, nhưng cô ta hoàn toàn không nghĩ tới Huyền Bạch sẽ hiểu lầm, thậm chí không để ý đến cảm nhận của cô ta, trước mặt nhiều người như vậy nói ra loại lời này. Nhìn thấy dáng vẻ của Hàn Tâm Tâm giống như đứa trẻ cúi đầu nhận sai, trong lòng Huyền Bạch có loại khoái cảm từ trên cao nhìn xuống, tiếp tục dùng một loại ngữ khí nghiêm khắc nói, Hàn Tâm Tâm. Sau hôm nay chênh lệch của chúng ta sẽ càng lúc càng lớn, tôi sẽ được vị bác sĩ lớn kia nhận làm đệ tử, tiền đồ vô hạn. Còn cô, có thể trở thành giảng viên trung cấp của trung tâm y tế đã tốt rồi. Hàn Tâm Tâm, đừng mơ mộng ban ngày nữa, cho dù tầm nhìn của Huyền Bạch tôi có tệ đến đâu, cô cũng không lọt vào mắt tôi. Ô ô ô! Hàn Tâm Tâm cắn môi, bả vai cô ta run rẩy, nước mắt rơi trên mặt đất. Nhưng cô ta lại cố nén không để cho mình khóc thành tiếng. Có lẽ Huyền Bạch nói không sai, nhưng lại nói ra trước mặt nhiều người như vậy, sau này cô ta phải đối mặt với bạn bè cùng giảng viên của trung tâm y tế thế nào đây? Thậm chí bởi vì những lời này, nhà họ Hàn phía sau cô ta cũng sẽ phải chịu nhục nhã ê chề. Giờ phút này, Hàn Tâm Tâm không biết làm sao, thậm chí cô ta còn nghĩ đến cái chết. Chương 2664. Hàn Tâm Tâm quay đầu lại nhìn lại. Vừa lúc nhìn thấy một khuôn mặt có chút quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, giọng cô ta khẽ run lên, nói, bác sĩ Đường. Ba, xuất hiện phía sau cô ta chính là Đường Tuấn. Đường Tuấn nhìn hốc mắt hồng nhuận của cô gái, lại nhìn Huyền Bạch đang thờ ơ, anh nhẹ nhàng vỗ bả vai cô gái, nhưng không hề nói lời gì an ủi. Chuyện nam nữ so với tu hành càng thêm phức tạp,
càng thêm không cách nào nắm bắt. Đường Tuấn nhìn về phía Huyền Bạch, anh khẽ nhíu mày, nói, bất luận là vì cái gì, anh cũng không nên nói ra những lời đó tại đây. Trên mặt Huyền Bạch lộ ra vẻ bất mãn, nói anh là ai chứ? Tôi muốn nói cái gì, đó là chuyện của tôi với Hàn Tâm Tâm, có quan hệ gì với anh không? Đường Tuấn nói, tôi tên là Đường Tuấn, là bạn của anh hai Hàn Tâm Tâm. Huyền Bạch nhướng mày, anh ta khinh thường nói, thì ra anh chính là giảng viên cao cấp mới tới kia, thật sự là ngưỡng mộ đã lâu. Anh ta nhìn về phía Hàn Tâm Tâm, khóe miệng hiện ra một chút châm biếm, nói tiếp, thì ra anh coi trọng Hàn Tâm Tâm. Không thể tưởng tượng được y thuật của bác sĩ Đường không ra sao, nhưng lại là một hạt giống đa tình. Huyền Bạch, anh đừng hiểu lầm, em cùng bác sĩ Đường. Hàn Tâm Tâm vội vàng nói. Huyền Bạch ngắt lời Hàn Tâm Tâm, nói tôi không rảnh nghe chuyện của hai người. Hàn Tâm Tâm, nhớ kỹ lời hôm nay của tôi, đừng quấn lấy tôi nữa, cô hoàn toàn không xứng với tôi. Nói xong, Huyền Bạch xoay người rời đi, bước chân không dừng lại một chút nào. Ngay khi Huyền Bạch rẽ vào một góc, đi vào hành lang, anh ta đã bị một người ngăn lại. Người ngăn cản anh ta là bạn tốt của Hàn Tâm Tâm Trương Kỳ, chỉ thấy vẻ mặt Trương Kỳ tức giận, nói, Huyền Bạch, sao anh có thể nói ra những lời như vậy? Anh có biết Tâm Tâm sẽ thương tâm thế nào không? Tầm mắt Huyền Bạch khế nâng lên, nói, cút đi, cô đừng chắn đường của tôi. Trương Kỳ ngẩn ra, trong mắt hiện ra lửa giận, cô ta trầm giọng nói, Huyền Bạch, anh đừng quá kiêu ngạo. Tâm Tâm chỉ là đi qua chúc mừng anh, cũng không có ý gì khác. Bây giờ anh đi xin lỗi cô ta vẫn còn kịp. Sắc mặt Huyền Bạch khế thay đổi, nhưng anh ta chợt cười lạnh, nói, tôi sắp trở thành đệ tử của vị bác sĩ lớn kia, bây giờ cô bảo tôi đi xin lỗi cô ta, cô có phải bị điên rồi hay không? Huyền Bạch, vị bác sĩ lớn kia còn chưa nói muốn nhận anh làm đệ tử, anh không cảm thấy hiện tại nói ra những chuyện này còn quá sớm sao? Trương Kỳ tức giận nói. Chương 2665. Huyền Bạch ngạo nghễ nói, cô hãy phóng mắt nhìn toàn bộ trung tâm y tế, ngoại trừ tôi ra, ai còn có tư cách trở thành đệ tử của anh ta chứ? Chẳng lẽ là cô sao? Hay là Hàn Tâm Tâm, hoặc là bác sĩ cao cấp Đường Tuấn kia? Trương Kỳ chỉ vào Huyền Bạch, trong lúc nhất thời cô ta dĩ nhiên nói không nên lời. Tuy rằng Huyền Bạch rất kiêu ngạo, nhưng anh ta quả thực có tư cách kiêu ngạo. Ít nhất trong thế hệ trẻ của toàn bộ trung tâm y tế, đích thực là không có ai có thể vượt qua anh ta về thiên phú y thuật. Nhìn biểu cảm của Trương Kỳ, trên mặt Huyền Bạch lộ ra nụ cười đắc ý, nói, hiện tại đã biết rõ sự chênh lệch của chúng ta chưa, cô cảm thấy tôi cần phải đi xin lỗi cô ta nữa không? Tránh ra khỏi đây. Nói xong, Huyền Bạch khí thế bừng bừng, anh ta hung hăng đẩy Trương Kỳ sang một bên. Giọng nói lạnh lùng của anh ta theo đó vang lên, lần sau muốn làm người ra mặt, trước tiên nghĩ một chút xem mình có mấy cân mấy lượng đi. Trương Kỳ đụng vào một cây cột, lực đạo mạnh mẽ làm cho khí huyết của cô ta một trận cuồn cuộn. Thực lực của cô ta mới chỉ là cảnh giới Nguyễn Anh hậu kỳ, mà Huyền Bạch đã sớm bước vào cảnh giới hóa thần, thực lực chênh lệch quá lớn. Cô ta nhìn bóng lưng Huyền Bạch, lại len lén nhìn Hàn Tâm Tâm và Đường Tuấn bên ngoài hành lang, trong lòng cô ta căng thẳng, nhưng cũng chỉ có thể thở dài. Ngay cả khi không cam lòng, thì cô ta cũng không thể không thừa nhận, dựa vào mấy người bọn họ, quả thực không đủ tư cách trở thành kẻ thù của Huyền Bạch. Hy vọng Tâm Tâm có thể buông bỏ được. Trong lòng Trương Kỳ khẽ thở dài một tiếng. Khi Huyền Bạch rời đi, những người khác đều đồng tình nhìn Hàn Tâm Tâm, sau đó đều lấn lượt rời đi. Sau hôm nay, thể diện của Hàn Tâm Tâm và nhà họ Hàn sợ là đều mất hết, mà Huyền Bạch thì sao, sau này sẽ biển rộng bầu trời, tiền đồ rộng lớn rồi. Đến cuối cùng, trong sân nho nhỏ chỉ còn lại Đường Tuấn và Hàn Tâm Tâm. Đường Tuấn không nói gì, anh chỉ ở bên Hàn Tâm Tâm. Qua không biết bao lâu, Hàn Tâm Tâm mới dần dần khôi phục lại, tuy rằng trên mặt cô ta vẫn có vẻ bi thương, nhưng nước mắt đã không còn chảy nữa. Cảm ơn anh. Hàn Tâm Tâm nói. Đường Tuấn khẽ gật đầu, nói, đúng rồi. Bác sĩ lớn của anh ta là ai? Đường Tuấn cảm thấy tò mò về vị bác sĩ lớn trong miệng Huyền Bạch rốt cuộc là ai, chỉ là trở thành đệ tử của người kia đã khiến Huyền Bạch không còn coi ai ra gì. Hàn Tâm Tâm nghi hoặc nhìn về phía Đường Tuấn, hai ngày nay chuyện của vị bác sĩ lớn kia đã sớm truyền đến sôi sùng sục, Đường Tuấn với tư cách là bác sĩ cao cấp mà lại không biết. Chương 2666. Chính là vị bác sĩ truyền thụ thuật trần khí cho giám đốc Ôn, y thuật của anh ta rất cao siêu, nhưng bởi vì không ai biết anh ta, cho nên tất cả mọi người đều gọi anh ta là bác sĩ lớn.
Hàn Tâm Tâm giải thích. Chờ Hàn Tâm Tâm nói xong, vẻ mặt Đường Tuấn không khỏi quái dị. Điều này không tỉnh là một lời khoe khoang gián tiếp. Hai ngày nay anh đều ở trong viện của mình nghiên cứu y thuật điển tịch cùng tu hành, anh hoàn toàn không nghĩ tới ở trong trung tâm y tế mình lại chiếm được một danh hiệu như vậy. Nhìn biểu cảm của Đường Tuấn, Hàn Tâm Tâm không khỏi âm thầm lắc đầu, trong lòng cô ta có chút áy náy. Lễ khai giảng của trung tâm y tế vốn là giới thiệu sinh viên mới và giảng viên mới, mà Đường Tuấn với tư cách là giảng viên cao cấp mới, đương nhiên là đối tượng trọng điểm của lễ khai giảng lần này. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của bác sĩ lớn kia, khiến Đường Tuấn mất đi sự nổi tiếng. Đây đối với anh ta mà nói, hẳn là một đả kích không nhỏ đi. Nghĩ đến những điều này, trên mặt Hàn Tâm Tâm lộ ra một nụ cười, nói, thật ra anh cũng rất tốt, tuổi trẻ như vậy mà đã là giảng viên cao cấp của trung tâm y tế. Qua mấy chục năm nữa, nói không chừng anh còn có cơ hội trở thành giám đốc. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Hàn Tâm Tâm cũng biết khả năng này rất thấp. Huống hồ hiện tại tất cả học sinh đều cho rằng thân phận giảng viên cao cấp của Đường Tuấn rất lớn. Thậm chí, trong lòng Hàn Tâm Tâm, cô ta cũng cho rằng như vậy. Đối mặt với ý tốt của Hàn Tâm Tâm, Đường Tuấn chỉ cười nhạt, nói tôi không có hứng thú gì với những thứ này. Cô đã đỡ hơn chưa, nếu cảm thấy tốt hơn rồi, lại không có việc gì, vậy đi theo tôi một chút. Hàng lông mày như lá liễu của Hàn Tâm Tâm nhẹ nhàng nhướng lên, trong lòng có chút bất an. Cô ta không khỏi nhìn Đường Tuấn vài lần, người này sẽ không hiểu lầm chứ. Đường Tuấn nói, nếu cô không tiện, vậy thì quên đi. Hàn Tâm Tâm vội vàng nói, không có gì bất tiện, dù sao tôi cũng không có việc gì, đi theo anh một chút cũng được. Hai người đi ra khỏi sân, vẻ bi thương trên mặt Hàn Tâm Tâm đã thu lại, cô ta bỗng nhiên hỏi, bác sĩ Đường, chuyện hôm nay, anh có thể đừng nói cho anh hai biết được không? Đường Tuấn dừng bước, nói cô yên tâm. Hôm nay người hối hận nhất không phải là cô, mà là Huyền Bạch. Sắc mặt Hàn Tâm Tâm khẽ thay đổi, cô ta không hiểu những lời này của Đường Tuấn có ý gì. Đường Tuấn nói tiếp, tôi cam đoan, vị bác sĩ lớn kia tuyệt đối sẽ không nhận Huyền Bạch làm đệ tử. Hàn Tâm Tâm khẽ nhíu mày. Chương 2667. Nếu như không phải vừa rồi Đường Tuấn biểu hiện ra thiện ý với cô ta, thì cô ta nhất định sẽ cười nhạt những lời này của Đường Tuấn. Ngay cả khi anh thực sự là một giảng viên cao cấp tại trung tâm y tế, anh cũng không có quyền nói ra những điều đó. Có nhận Huyền Bạch làm đệ tử hay không, chỉ có thể phụ thuộc vào tâm ý của vị bác sĩ lón kia. Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Hàn Tâm Tâm, Đường Tuấn cười giảo hoạt, nói cô chỉ cần xem là được. Lúc hai người đang nói chuyện, họ đã đi vào hội trường chính của lễ khai giảng. Tuy rằng biệt viện Thanh Đằng chỉ là một sân, nhưng bên trong lại vận dụng thuật không gian. Bao trùm toàn bộ không gian, hội trường chính dĩ nhiên là lớn ngoài sức tưởng tượng. Lúc hai người Đường Tuấn đi vào, trong hội trường chính đã tụ tập gần 1.000 sinh viên và giảng viên của trung tâm y tế, thế nhưng không có vẻ chật chội chút nào. Lúc hai người tiến vào hội trường chính, họ cũng không thu hút sự chú ý của những người khác, cứ như vậy đứng ở phía sau đám đông. Một lát sau, Trương Kỳ cũng đi tới bên cạnh hai người. Tôi không sao. Hàn Tâm Tâm thấy bộ dạng muốn nói nhưng lại thôi của Trương Kỳ, cô ta chủ động cười nói. Trương Kỳ quay lại cười. Vốn dĩ cô ta muốn khuyên Hàn Tâm Tâm rời đi, bởi vì đợi lát nữa sẽ có lễ khen thưởng Huyền Bạch vượt qua kỳ kiểm tra của giảng viên trung cấp. Nhưng hiện tại Hàn Tâm Tâm đã nói như vậy, cô ta cũng không tiện mở miệng nói nữa. Rất nhanh, hầu như tất cả các sinh viên và giảng viên, cũng như các nhà lãnh đạo cấp cao của trung tâm y tế đã đến. Ban đầu hội trường chính vốn có chút ồn ào nhưng lại dần dần yên tĩnh lại, giám đốc Quân Huyền Sách đứng ở trên đài cao phía trước hội trường chính bắt đầu phát biểu. Nội dung của bài phát biểu không khác nhiều so với bình thường, đơn giản là nhìn lại quá khứ và mong đợi những lời tương tự trong tương lai. Mà lúc này ở một chỗ khác của hội trường chính, phó giám đốc Huyền Mông đang lén lút nói chuyện với Huyền Bạch. Huyền Mông là em trai của trưởng bối đương thời nhà họ Huyền, địa vị ở nhà họ Huyền rất cao. Mà Huyền Bạch chỉ là chi thứ nên thân phận hai người chênh lệch khá lớn. Nhưng lúc này Huyền Bạch đối mặt với Huyền Mông, trên mặt anh ta lại không có chút kính sợ nào. Huyền Bạch, dòng họ giao cho cậu một nhiệm vụ. Chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ này, địa vị của cậu cùng bố mẹ cậu ở nhà họ Huyền có thể tăng lên rất nhiều. Giọng của Huyền Mông nói với vẻ nghiêm trọng. Huyền Bạch nhướng mày, nói, nhiệm vụ gì? Chương 2668. Bởi vì anh ta hoàn toàn tự tin mình có thể trở thành đệ tử của vị bác sĩ lớn kia, nên khi đối mặt với Huyền Mông anh ta rất tự tin,
thậm chí từ nội tâm nhìn xuống Huyền Mông. Chỉ cần anh ta trở thành đệ tử của vị bác sĩ lớn kia, tương lai chủ nhân nhà họ Huyền đều phải nhìn sắc mặt của anh ta làm việc. Huyền Mông đã quen với thế sự, nên đương nhiên có thể cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Huyền Bạch. Chỉ là lúc này ông ta cũng không có tâm tư đi nghiên cứu thêm, trầm giọng nói, cậu hẳn là biết trung tâm y tế có thêm một vị giảng viên cao cấp nữa. Cái người Đường Tuấn kia. Khóe miệng Huyền Bạch nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Huyền Mông nói, không sai, nhiệm vụ tôi giao cho cậu rất đơn giản, dùng hết tất cả biện pháp trở thành đệ tử của anh ta. Chỉ cần cậu làm được, địa vị của cậu ở nhà họ Huyền sẽ không thấp hơn chủ nhà. Huyền Bạch nghe xong, rõ ràng anh ta sửng sốt một chút. Lập tức trên mặt tràn đầy tức giận, anh ta kiên quyết nói, không thể nào. Không bao giờ có thể, tôi tuyệt đối không thể bái anh ta làm sư phụ được. Huyền Mông nhíu mày, uy nghiêm nói, cậu muốn làm gì, muốn cãi lại mệnh lệnh của dòng họ sao? Cậu hẳn là hiểu rõ, dựa vào dòng họ bồi dưỡng, cậu mới có thành tựu như hôm nay. Huống hồ để cho cậu bái Đường Tuấn làm sư phụ, đối với cậu mà nói cũng là một chuyện tốt. Huyền Bạch cười lạnh, nói chuyện tốt sao? Để tôi bái một giảng viên cao cấp làm sư phụ, đây được coi là chuyện tốt gì? Anh ta có tư cách gì, có bản lĩnh gì có thể làm sư phụ của tôi? Những chuyện khác tôi đều có thể đồng ý, nhưng chỉ có thể đồng được thiếp chuyên này, tôi không thể y. Bản thân tôi đã có một sư phụ vừa ý rồi. Huyền Mông giận dữ nói, Huyền Bạch, cậu có biết mình đang làm cái gì không? Cơ hội như thể người khác cầu xin cũng không được. Huyền Bạch khinh thường nói, vậy ông cho người khác đi. Tôi sẽ tự mình tranh giành những thứ thuộc về tôi, không cần các người bố thí. Nói xong, Huyền Bạch xoay người rời đi. Trong lòng anh ta âm thầm cười lạnh, để tôi bái Đường Tuấn làm sư phụ, đây không phải là cắt đứt tiền đồ của tôi sao? Đờ chỉ có vị bác sĩ lớn kia mới có tư cách làm sư phụ của tôi, chỉ là một giảng viên cao cấp, hoàn toàn không xứng. Huyền Bạch rời đi rất quyết đoán. Vốn dĩ Huyền Mông còn muốn giải thích thân phận Đường Tuấn một chút, nhưng ông ta hoàn toàn không có cơ hội này. AMLINS247.vn Trong lòng thở dài, Huyền Mông âm thầm lắc đầu, nói, Huyền Bạch, cậu quá coi trọng mình. Chương 2669 Theo thường lệ quân Huyền sách phát biểu xong, sau đó ông ta hắng giọng, nhìn sinh viên phía dưới, hiếm thấy ông ta lộ ra vẻ tươi cười, nói vậy tất cả mọi người đều đã biết, năm nay trung tâm y tế chúng ta xảy ra hai chuyện lớn. Một là Huyền Bạch lấy thân phận sinh viên thông qua kiểm tra giảng viên trung cấp, loại thành tích này cho dù đặt ở trong các khóa học của trung tâm y tế, đều được coi là rất ưu tú, tất cả mọi người nên học tập anh ta. Một tiếng vỗ tay vang lên trong hội trường chính. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Huyền Bạch đi lên trên sân khấu hội trường chính, anh ta hưởng thụ sự sùng bái của mọi người. Quân Huyền Sách nói tiếp, ngoại trừ chuyện này ra, còn có một chuyện khác chính là trung tâm y tế của chúng ta có thêm một vị giảng viên cao cấp Đường Tuấn. Lúc này hội trường chính chỉ vang lên vài tiếng vỗ tay thưa thớt, phần lớn sinh viên nhìn Đường Tuấn đều mang theo vẻ khinh thường. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Đường Tuấn cũng đi tới sân khấu hội trường chính, cách Huyền Bạch một khoảng không xa. Quân Huyền Sách nhìn hai người, nói, hai cậu chính là đại diện cho tương lai của trung tâm y tế. Huyền Bạch bỗng nhiên nói, giám đốc. Tôi cảm thấy bác sĩ Đường không đủ tư cách đứng ở chỗ này. Anh ta vừa nói xong, toàn bộ hội trường chính im lặng. Trước mắt Huyền Bạch còn là sinh viên của trung tâm y tế, lấy thân phận sinh viên nói ra những lời này chính là bất kính. Huyền Bạch lạnh lùng nhìn Đường Tuấn một cái, truyền âm nói, vừa rồi không phải anh muốn làm anh hùng cho Hàn Tâm Tâm sao, bây giờ tôi sẽ cho anh hiểu được cái giá phải trả để trở thành anh hùng. Quân Huyền Sách nhíu mày nói, Huyền Bạch. Cậu có biết mình đang nói cái gì không? Huyền Bạch lớn tiếng nói, ta đương nhiên biết rất rõ. Đường Tuấn, không xứng làm giảng viên cao cấp của trung tâm y tế chúng ta. Anh ta nhìn về phía Quân Huyền Sách, hỏi ngược lại, giám đốc, hôm nay không phải còn có một vị bác sĩ sẽ xuất hiện à? Chính là vị thầy thuốc truyền thụ thuật trần khí cho phó giám đốc Ôn. Tôi muốn gặp anh ta trước. Cơ hội là do chính mình phấn đấu. Huyền Bạch đắc ý trong lòng. Chỉ cần ở trước mặt vị bác sĩ lớn kia xé rách thân phận giả dối của giảng viên cao cấp Đường Tuấn, vậy đối phương ắt phải nhìn anh ta với cặp mắt khác. Chỉ là Huyền Bạch không chú ý tới lời anh ta vừa nói xong, mấy lãnh đạo của trung tâm y tế đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn anh ta. Huyền Bạch còn không tự biết, nói, giám đốc, để cho vị bác sĩ kia đi ra đi. Tất cả chúng ta đều muốn gặp vị bác sĩ lớn kia.
Lúc này Huyền Mông rốt cuộc cũng hiểu được vì sao vừa rồi Huyền Bạch lại nói như vậy với ông ta. Chương 2670. Ông ta không khỏi âm thầm lắc đầu, thở dài nói, Huyền Bạch, cậu thật sự là thông minh nhưng lại bị thông minh hại, tự bỏ lỡ cơ hội lớn nhất trong cuộc đời này. Quân Huyền Sách ho nhẹ một tiếng, nói, kỳ thật vị bác sĩ lớn kia đã lên sân khấu rồi. Trong lòng Huyền Bạch khẽ động, anh ta nhìn về phía mọi người trên sân khấu. Một lát sau anh ta nhướng mày, tất cả giảng viên trên sân khấu anh ta đều đã biết, cũng không có khuôn mặt xa lạ. Quân Huyền Sách cười khổ nói, xem ra Ô Long này còn náo loạn rất lớn, hiện tại tôi nói cho mọi người biết, Đường Tuấn chính là vị bác sĩ lớn trong miệng các người. Nụ cười trên khóe miệng Huyền Bạch bỗng nhiên cứng đờ, trên mặt anh ta là biểu cảm không thể tin được. Về phần đám người Hàn Tâm Tâm, Trương Kỳ dưới sân khấu lại há miệng, chấn động không nói nên lời. Làm sao có thể là anh ta? Không đời nào. Hai mắt Huyền Bạch mất đi thần thái, vẻ mặt kinh hồn bạt vía. Về thân phận bác sĩ lớn, anh ta đã từng nghĩ tới mấy chục khả năng, nhưng anh ta lại không nghĩ tới giảng viên cao cấp Đường Tuấn mà anh ta khinh thường nhất, chính là vị bác sĩ lớn mà anh ta nằm mơ cũng muốn bái sư. Bỗng nhiên anh ta nhớ tới lời nói của Huyền Mông. Thì ra người đã cắt đứt tiền đồ của anh ta lại chính là anh ta. Thì ra nhà họ Huyền đã sớm vì anh ta mà sắp xếp xong xuôi tất cả, nhưng là anh ta kiêu ngạo mà hủy hoại chính mình. Lúc này Đường Tuấn cũng nhìn về phía anh ta, nói tôi ở đây, anh muốn nói gì với tôi? Bây giờ anh có thể nói. Vẻ mặt Huyền Bạch xấu hổ, ban đầu trước khi lên sân khấu anh ta đã chuẩn bị tốt, nhưng giờ phút này ngay cả một chữ cũng nói không nên lời. Anh ta có thể nói gì đây? Vốn dĩ anh ta muốn vạch trần Đường Tuấn trước mặt vị bác sĩ lớn kia, nhưng bây giờ Đường Tuấn chính là bác sĩ lớn, ý nghĩ này của anh ta đã biến thành chuyện cười. Đường Tuấn nói, anh không có gì để nói, nhưng tôi lại có một số điều muốn nói. Thân thể Huyền Bạch đột nhiên cứng đờ, anh ta đã nghĩ đến Đường Tuấn chuẩn bị nói cái gì. Nếu như những lời đó được nói ra, e rằng anh ta cũng không thể ở lại trung tâm y tế được nữa. Anh đừng khinh người quá đáng. Giọng nói cảnh cáo của Huyền Bạch vang lên trong đầu Đường Tuấn. Đường Tuấn lạnh lùng nói, tôi khinh người quá đáng sao? Vậy hành động của anh đối với Hàn Tâm Tâm là gì? Nếu hôm nay tôi chỉ là một giảng viên cao cấp, sau đó bị làm nhục trước mặt mọi người như vậy, tôi nên xử lý thế nào đây? Đừng nghĩ rằng tôi không biết anh muốn làm gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2670.